Ngày 30 tháng 6, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã đến dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại thành phố Saint Petersburg, nước Nga. Đặc biệt, dự buổi khánh thành còn có hàng ngàn công dân Việt Nam đang làm ăn, sống và học tập tại Saint Petersburg, trong đó có nhiều người từ Moscow vượt hàng trăm km đến dự lễ cùng công dân Nga. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và Đảng bộ Chính quyền Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Liên bang Nga, chính quyền và nhân dân thành phố Saint Petersburg đã dành sự kính trọng và tình cảm yêu quý đối với Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Nga. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ, việc những người bạn Nga chung tay cùng với Việt Nam dựng tượng đài Bác Hồ là việc làm có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Lãnh tụ Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đã được UNESCO tôn vinh. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng, đây sẽ là điểm đến mang tầm văn hóa, là điểm hội tụ của du khách gần xa và người dân thành phố Saint Petersburg, cũng như người dân Việt Nam mỗi lần đến thăm Nga và Saint Petersburg. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc khánh thành tượng đài cũng căn dặn chúng tôi tiếp tục sự nghiệp của quá khứ, của lịch sử một cách xứng đáng hơn nữa, qua đó góp phần tiếp tục kết nối, xây dựng mối quan hệ giữa hai đất nước và giữa thành phố Hồ Chí Minh với Saint Petersburg ngày càng phát triển thịnh vượng. Cách đây tròn 100 năm, ngày 30 tháng 6 năm 1923, trong hành trình tìm đường cứu nước, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, đã đặt chân đến Petrograd, nay là Saint Petersburg, và người đã lưu lại đây đến khoảng đầu tháng 10 năm 1924. Kinh nghiệm và quãng thời gian sống làm việc tại Liên Xô trước đây đã góp phần giúp Nguyễn Ái Quốc đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. Tại buổi khánh thành, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Belov cho biết, ông tin chắc rằng công trình sẽ trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt-Nga và gửi lời chúc cho tất cả những người bạn Việt Nam có mặt trong buổi khánh thành đã đến với thành phố Saint Petersburg, chúc cho đất nước Việt Nam luôn thành công, phồn vinh và thịnh vượng. Tượng đài Bác Hồ cao 3m, bệ tượng cao 1,5m. Được đặt tại một vườn hoa của quận Vyborsky, thành phố Saint Petersburg, với mặt chính hướng về phía đông phía Việt Nam. Tượng đài có tính biểu tượng cao khi nằm trang trọng tại quảng trường rộng khoảng 4.000m2 ở vị trí đắc địa của thành phố, là nơi giao nhau giữa con phố mang tên Hồ Chí Minh và đại lộ Khai Sáng. Tượng đài được đúc tại Nga với sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam với gần 2 tấn đồng. Việc chính quyền thành phố Saint Petersburg quyết định dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô phương Bắc chứng minh cho tình cảm nồng hậu và lòng kính trọng sâu sắc của nhân dân Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.